Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Cameroon, Samuel Eto'o bị tố dùng ma thuật giúp tuyển quốc gia. Liên đoàn bóng đá Cameroon, do cựu danh thủ Samuel Eto'o làm chủ tịch, bị tố thuê các thầy Mo và thầy Lan để làm việc với các cầu thủ của đội tuyển quốc gia trong kỳ World Cup 2022. Cơ quan truyền thông Pháp chuyên về châu Phi, RFI, đã đăng một số lời khai xác nhận tin tức gây tranh cãi này. Trong số đó có thông tin tuyển Cameroon được tư vấn bởi ảo thuật gia nước này là Nhi Auseni, người đã cung cấp thông tin về sự giúp đỡ cho các tuyển thủ với RFI. Auseni nói với RFI, khi World Cup đến gần, một số cầu thủ của sư tử bất khuất đang sử dụng các thuật phù thủy. Ma thuật, với mục đích gây bất ổn cho đối thủ của họ. Đối với các giải đấu quan trọng như World Cup hoặc cúp các quốc gia châu Phi, các cầu thủ thường yêu cầu sự phục vụ của tôi để cầu khẩn các vị thần nhằm gây rối loạn cho đối thủ. Về phần mình, cựu cầu thủ Barcelona, Eto'o đã phủ nhận những cáo buộc trong một tuyên bố, những lời nói của Nhi Auxeni không chỉ là dối trá mà còn thể hiện sự xúc phạm đối với tất cả những thế hệ cầu thủ đã giành chiến thắng trong các giải đấu nhờ nỗ lực của họ trong câu lạc bộ và tuyển quốc gia. Hơn nữa, Hoàn toàn được cười khi tuyên bố rằng động vật sẽ bị hiến tế trong các sân vận động trong thế kỷ 21. Viết về nó khi bạn chưa trực tiếp nhìn thấy là điều hư cấu. Trong khi đó, phát biểu trên các kênh chính thức của World Cup 2022, Eto'o đã mạnh dạn dự đoán một trận chung kết toàn châu Phi giữa Cameroon và Morocco. Châu Phi luôn có tiềm năng tại các kỳ World Cup, nhưng chúng tôi không phải lúc nào cũng thể hiện được mặt tốt nhất của mình cho đến nay. Trong vài năm qua, các đội bóng châu Phi ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Tôi nghĩ rằng họ không chỉ có khả năng tham dự World Cup này, mà còn giành chiến thắng, Eto'o chia sẻ. Cựu tiền đạo nổi tiếng này cũng dự đoán rằng cả năm đội bóng châu Phi sẽ vượt qua vòng bảng.